thực hiện quy định tại điều 96 của quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 8 tháng 10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 4338 công bố 13 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại nghị quyết số 1191 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, sắp xếp huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành lập thị xã chủ thuộc tỉnh Bắc Giang và các phường trực thuộc, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam, huyện Tân Yên, huyện Yên Thế. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, mùng 1 tháng 1 năm 2025, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 7 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, 192 đơn vị hành chính cấp xã gồm 143 xã, 35 phường và 14 thị trấn. Tại nghị quyết số 1192 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ninh Kiều, sau khi sắp xếp thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 quận và 4 huyện, 80 đơn vị hành chính cấp xã gồm 36 xã, 39 phường và 5 thị trấn. Tại nghị quyết số 1193 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ, huyện Đông Bông, huyện Ea Súp. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắc có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, một thị xã và một thành phố, 180 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 149 xã, 18 phường và 13 thị trấn. Tại nghị quyết số 1194, về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, huyện Tân Phú và huyện Vĩnh Cửu. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 2 thành phố, 159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 33 phường và 9 thị trấn. Tại nghị quyết số 1195 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Pleiku và huyện Cơ Bang. Sau khi sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 14 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, 218 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 180 xã, 24 phường và 14 thị trấn. Tại nghị quyết số 1196 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, 132 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 30 phường và 6 thị trấn. Tại nghị quyết số 1197 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Hà. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 16 phường và 9 thị trấn. Tại nghị quyết số 1198 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm, sau khi sắp xếp tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 1 thành phố, 62 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 47 xã, 12 phường và 3 thị trấn. Tại nghị quyết số 1199 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Chẽ, thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái và thành phố Hạ Long. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 7 huyện, 1 thị xã và 5 thành phố, 171 đơn vị hành chính cấp xã gồm 91 xã, 73 phường và 7 thị trấn. Tại nghị quyết số 1200 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuy Hòa. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã, 18 phường và 6 thị trấn. Tại nghị quyết số 1200 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Hưng, huyện Quỳnh Phụ, huyện Kiến Sương, huyện Tiền Hải, huyện Hưng Hà. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố. 242 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 223 xã, 10 phường và 9 thị trấn. Tại nghị quyết số 1202 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho. Sau khi sắp xếp, tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, 164 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 135 xã, 21 phường và 8 thị trấn. Tại nghị quyết số 1203 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Tân, thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, 102 đơn vị hành chính cấp xã gồm 83 xã, 13 phường và 6 thị trấn. Chiều ngày 9 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết, mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng được tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt, phù hợp với đặc điểm tính chất của đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố theo hướng năng động, sáng tạo mô hình này còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp và chất lượng hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố huy động nguồn lực cho sự phát triển đô thị văn minh hiện đại chính quyền địa phương ở thành phố hải phòng là cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân thành phố còn chính quyền địa phương ở các quận phường của thành phố Hải Phòng là ủy ban nhân dân quận phường không có hội đồng nhân dân quận phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của thành phố Hải Phòng được thực hiện theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân thành phố tăng lên do được điều chuyển một số nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân quận, hội đồng nhân dân phường. Bộ trưởng Nội vụ cho rằng để phát huy hiệu quả việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn, nhất là chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, cần thiết phải tăng thêm một số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở đó, dự thảo nghị quyết quy định thường trực Hội đồng nhân dân thành phố gồm có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố. Ban của Hội đồng nhân dân thành phố gồm trưởng ban, hai phó trưởng ban và các ủy viên. Theo lý giải của chính phủ, việc tăng thêm đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, công tác thẩm tra tham mưu giúp thường trực và Hội đồng nhân dân thành phố. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách tăng thêm được bố trí từ số biên chế giảm do không bố trí các chức danh chuyên trách Hội đồng nhân dân quận phường 103 người, do vậy không phát sinh tổng biên chế. Vừa qua, chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hải Phòng, trong đó có thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng mô hình thành phố trực thuộc thành phố vì vậy chính phủ đề nghị tăng thêm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân và thành lập ban đô thị của hội đồng nhân dân thành phố thủy nguyên thuộc thành phố hải phòng đồng thời thành phố này cũng được tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách để bố trí các chức danh trưởng ban phó trưởng ban chuyên trách ban đô thị của hội đồng nhân dân thành phố thuộc thành phố hải phòng có hai phó chủ tịch và không quá tám đại biểu hoạt động chuyên trách Ngoài ra, chính phủ cũng đề nghị bố trí số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố có không quá 4 người, tăng 1 so với quy định, số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có không quá 3 người và số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường không quá 2 người. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tăng thêm được bố trí từ số biên chế giảm do không bố trí các chức danh chuyên trách Hội đồng Nhân dân quận, phường nên không phát sinh tổng biên chế trong hệ thống chính trị của thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng như chính phủ đề xuất. Hồ sơ của chính phủ đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội tới đây.